Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Sạc dự phòng nó là một cái món đồ mà có lẽ là không thể thiếu được ở cái thời điểm mà công nghệ về pin trên những chiếc smartphone vẫn chưa thực sự là phát triển. Mà nói thật với các bạn là mình nghĩ cũng chẳng muốn phát triển lên đâu. Tại vì nếu mà pin smartphone cái nào mà cũng tốt quá thì làm sao những cái hãng phụ kiện có thể bán được những cái cục sạc dự phòng của họ, đúng không? Và đôi khi đó cũng là một cái sự liên kết nhất định. Tức là pin smartphone càng ngày thì càng yếu, sạc dự phòng thì càng ngày thì lại càng bán chạy. Mình thì thấy có rất nhiều những cái loại mức dung lượng khác nhau. Ví dụ như là 5.000, 7.000, 10.000, thậm chí là 20.000 hoặc là vượt trên 20.000. Và các bạn có nhu cầu sử dụng những cái cục sạc dự phòng với dung lượng rất lớn lên tới 20.000, ví dụ như chiếc Aoki 20.100mAh mà mình đang có trên tay đây hay không? Nếu mà có thì đây sẽ là những lưu ý quan trọng dành cho các bạn trước khi lựa chọn mua cho mình một cái cục sạc pin dự phòng với dung lượng lớn, tránh cho một vài những cái vấn đề mà không may xảy ra trong tương lai mà các bạn sử dụng. Lưu ý nhá. Ok, thì điều đầu tiên, bởi vì cái cục sạc với dung lượng rất là lớn, thế nên là các bạn sẽ phải bỏ ra ví dụ như chi phí nhiều hơn, kích thước to hơn các thứ. Thì cái cục Aoki như mình đang có đây nó có mức giá là 1.590.000 tại 7net. Trước đây mình cũng đã từng có chia sẻ một vài những cục sạc khác đến từ Energizer thì các bạn cũng có thể tham khảo lại. Và hầu như cái mức giá của những cái cục sạc đó luôn luôn ở mức đấy là trên 1 triệu. Tức là mức giá nó sẽ cao hơn so với những cái sản phẩm với dung lượng thấp hơn. Ví dụ như chỉ là 5.000, 10.000 với mức giá loanh quanh đâu đó chỉ tầm vài 300.000. Xiaomi lúc trước mình cũng chia sẻ cục Mi Zen 2 Powerbank 10.000 2018, giá đâu đó có chưa đến 400.000. Các bạn có thể thấy là mức giá chênh lệch quá nhiều, thế nên là chi phí chúng ta phải bỏ ra cũng là nhiều hơn. Và kéo theo với đó, đấy là gì? Đấy là kích thước của nó cực kỳ lớn. Ví dụ như đây là cái cục sạc Aoki 20.000mAh, rất lớn đúng không? Và đây mình cũng có thêm một cái cục sạc khác của Energizer. Úi dồi ôi, cả hai cục đều thực sự rất là lớn và các bạn sẽ cần phải lưu ý những cái nhỏ như thế này. Đương nhiên, dung lượng lớn thì cái kích thước cục sạc nó lớn theo cũng là một thứ mà các bạn phải chấp nhận. Thế nên là cũng phải cân đối cái khoản này một chút xíu nhá. Ở bên trong cái cục đến từ Aoki này thì chúng ta sẽ còn có một vài những cái tính năng mà bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều hơn và cũng như đánh giá thêm một vài những cái tiêu chí khác. Thì với cái cục Aoki này, cái điều đầu tiên mình thấy đấy là nó gọn hơn một chút xíu so với cái cục Energizer. Cũng có dung lượng đấy là 20.100mAh và các bạn có thể thấy khi mình đặt cạnh nhau ở đây đó, nó lùn hơn một chút xíu đấy, nó bé hơn một chút xíu. Điều này đồng nghĩa là nó gọn hơn và các bạn có thể mang đi mang lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì nó lại thiếu vắng đi một vài những công nghệ mà cái cục sạc Energizer kia có. Ví dụ như là không có USB Type-C này, cái cục này không hề có, các bạn sẽ chỉ có micro USB mà thôi. Và ở năm 2018 thì đây là mình đánh giá là một thứ nó hơi bị đi lùi một tí. Đấy, nói thẳng ra là như thế. Ở đây thì các bạn sẽ vẫn có hai cổng USB Type-A, một cổng có cái tiêu chuẩn đấy là AEQ, thì mình nghĩ nó viết tắt của Auto Intelligent Q gì đấy. Nói chung là mình nghĩ là tự động điều chỉnh nguồn điện. Còn một cái cổng nó có cái logo Quick Charge 3.0 thì đây chính là cái cổng để mà chúng ta có thể sạc nhanh được cho những thiết bị di động. Thì để chứng minh, mình cũng sẽ thử luôn cho các bạn xem. Như các bạn có thể thấy trên hình thì đây chính là cái hình ảnh khi mà mình đang sạc bằng cục sạc Aoki này thông qua cổng Quick Charge 3.0. thì nó ngay lập tức kích hoạt sạc nhanh trên chiếc S9 cộng của mình. Tuy là S9 cộng chỉ sử dụng Quick Charge 2.0 thôi, tức là nó có thể tương thích lại hoàn toàn một cách rất là bình thường và các bạn có thể yên tâm cho quá trình các bạn sử dụng. Vậy thì nó còn thứ gì để khiến các bạn có thể quan tâm hơn về cục sạc Aoki này? Mình đánh giá đây chính là cái chất lượng build quality. Vỏ ngoài các bạn có thể thấy là chúng ta được hoàn thiện bằng kim loại và nó rất là nặng cứng. Và đối với nhiều bạn gái thì chúng ta có thể sử dụng cái cục sạc này làm vũ khí tự vệ. Tại vì sao? Hơi quá nhưng mà đúng thật. Các bạn cảm thấy cầm trên tay này, chúng ta như kiểu đang cầm một viên gạch và có thể phang vào đầu bất cứ một thằng nào các bạn thấy ghét được luôn. Cái này thì không khuyến khích cho những đôi vợ chồng nào mà ra kiểu hay cãi nhau. Nên để cái này một góc thì nó vẫn hay hơn, để chúng ta đảm bảo tính mạng cho đàn ông của chúng ta. Thì đây đó, mình sẽ show lại cho các bạn thấy. Hoàn thiện rất là tốt đó, như cái góc cạnh đó được hoàn thiện rất là mềm. Thậm chí như cái góc như thế này nó cũng không hề bị sắc, không hề bị cứng và các bạn có thể cầm trong tay cũng dễ chịu hơn. Khá đáng tiếc là với một cái cục sạc với mức giá lớn như vậy, mức giá cao như vậy mà Aoki lại không tặng cho người dùng một cái bao. Một cái bao, ví dụ bao vải ngoài, bao thoáng khí để mà chúng ta có thể bảo quản cái cục sạc tốt hơn, cũng như mang đi mang lại cũng dễ dàng hơn. Energizer không tặng nhưng mà mình nhớ là Anker thì có tặng đó, nên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý nhé.
Đó là những cái thông tin về cục sạc này. Và cái điều tiếp theo các bạn phải lưu ý khi mà mua những cục sạc dự phòng với dung lượng lớn hơn 20.000 bây giờ, đấy là cái tiêu chuẩn bay. Nếu như mà chúng ta mang những cục sạc dự phòng này lên máy bay thì cái quy định của hãng hàng không, tức là những cục sạc nào với dung lượng vượt quá 20.000 mAh thì sẽ không được mang lên máy bay. Tức là nếu đúng theo quy định thì cái cục sạc này cũng như cái cục sạc đến từ Energizer này sẽ không được mang lên máy bay. Thế nhưng mà mình mang cái cục sạc Energizer mang lên máy bay một cách một điều rất là bình thường. Tại vì thực sự mà nói thì cái form thiết kế nó bây giờ cũng đã gọn hơn rất nhiều, nhỏ hơn rất nhiều rồi. Và các bạn cũng sẽ thoải mái để mang lên. Với cả 20.000, 20.100 thì nó cũng chỉ chênh lệch có một chút xíu. Thì đôi khi là chúng ta vẫn có thể dây dưa mấy anh hải quan để các bạn vẫn có thể mang lên được. Nên là chúng ta vẫn có thể yên tâm. Thế nhưng nếu mà các bạn mua những cái cục sạc dự phòng với dung lượng lớn hơn nữa, ví dụ như 25.000, 30.000 hoặc là 40.000 bây giờ, thì chắc chắn những cục sạc đó cũng sẽ không được mang lên máy bay. Và sạc dự phòng lại không được để trong hành lý ký gửi nữa. Thế nên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý những cái điểm nhỏ này khi mua một sản phẩm pin sạc dự phòng. Và cái điều cuối cùng mình đánh giá đấy là các bạn phải lựa chọn những cái thương hiệu có chất lượng, uy tín và được bảo hành chính hãng. Bởi vì sao? Thứ nhất là các bạn có thể thấy rất to, cell pin ở bên trong rất lớn, dung lượng lên tới 20.000 mAh. Thì các bạn hiểu đơn giản là cell pin này nó cứ như kiểu là một cái bo quả bom nổ chậm đi. Mình dùng cái từ đấy cho các bạn dễ hiểu. Nếu như chúng ta mua những cái cục sạc pin dự phòng với chất lượng đẻo, cell pin kém chất lượng, hoen gì bên trong, rất có thể nó sẽ xảy ra hiện tượng chập cháy dẫn đến phát nổ cái cục sạc pin dự phòng này. Và nếu như một cái cục sạc pin dự phòng nó lớn như thế này mà phát nổ thì mình không thể tưởng tượng ra là nó sẽ đến mức độ như thế nào, khi mà đôi khi chỉ là những cái chiếc điện thoại hay những cái cục sạc nhỏ, thậm chí là những cái cục pin tiểu mà nó nổ, nó đã gây ảnh hưởng rất là lớn. Thì mình không thể nào mình tưởng tượng nổ là to như thế này mà nó nổ thì nó sẽ còn như thế nào. Và mình biết là cũng đã có khá nhiều những cái trường hợp trên thế giới phát nổ ở những cái cục sạc dự phòng kém chất lượng với xuất xứ đến từ Trung Quốc mà hàng nhái hàng fake rồi. Nên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý những cái điều này. Vậy nên thương hiệu xịn, chất lượng tốt và mua ở những nơi bán chính hãng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn. Và đây là những điều mà mình đã chia sẻ đến cho các bạn, những lưu ý khi mua những cục sạc pin dự phòng với dung lượng lớn, ví dụ như cục Aoki 20.100 mAh này. Và mình cũng đã cùng các bạn review và đánh giá qua về cục sạc này rồi. Thế nên nếu như các bạn quan tâm thì cũng có thể tham khảo và lựa chọn nhé. Link ở phía bên dưới phần mô tả video và comment mình cũng sẽ gắn một cái link luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.